chơi bóng ở Saudi Arabia như có sắt. Tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid đã bày tỏ sự thất vọng về việc một số cầu thủ quyết định chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè này không phải vì chuyên môn mà vì tiền. Đầu tháng 6 năm nay, nỗ lực thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của làng bóng Saudi Arabia đã nhận được sự thúc đẩy to lớn thông qua việc quỹ đầu tư công TIP sở hữu cổ phần lớn ở 4 câu lạc bộ của họ. Quỹ này sở hữu 75% cổ phần của Al-Ittihad, Al Nassr, Al Ahly và Al Hilal, giúp họ có thể tăng nguồn vốn lớn để thu hút các ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới từ các đội bóng châu Âu. Nhờ sự giúp đỡ của quỹ đầu tư quốc gia do Thái tử Mohammed bin Salman hậu thuẫn, Saudi Pro League đã mang về những cái tên siêu hạng, trong đó có đương kim chủ nhân giải quả bóng vàng Karim Benzema. Bên cạnh cựu cầu thủ Real Madrid, họ cũng đã ký hợp đồng với Neymar, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Fabinho và Jordan Henderson cùng một số ngôi sao khác. Nói chuyện với Sport Illustrated, tiền vệ Kroos cho rằng các bản hợp đồng khổng lồ được đưa ra làm mồi nhử của Saudi Arabia là yếu tố chính thúc đẩy làn sóng chuyển nhượng. Anh nói, người ta nói rằng bóng đá đầy tham vọng khi được chơi ở châu Âu, nhưng mọi thứ đều xoay quanh tiền. Cuối cùng, một số cầu thủ quyết định tương lai của mình vì tiền và chống lại bóng đá. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn đối với thứ bóng đá đích thực mà tất cả chúng ta đều biết và yêu thích. Nhưng mọi người đều có quyền tự mình đưa ra quyết định. Chia sẻ thêm suy nghĩ về bóng đá Saudi Arabia, Kroos nói tiếp, Cristiano Ronaldo đã quyết định làm điều đó vào cuối sự nghiệp. Nhưng nó trở nên rất lố bịch khi các cầu thủ, những người ở giữa sự nghiệp đang có đầy đủ phẩm chất để chơi cho những câu lạc bộ tốt nhất ở châu Âu, tiếc cho họ quyết định thực hiện những thay đổi đó. Đối với tôi, việc chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng như là cỏ rác. Đầu tháng này, tiền vệ của Real Madrid đã coi việc cựu ngôi sao Celta Vigo Gabriel Vega chuyển đến Al Ahly là đáng xấu hổ. Cầu thủ 33 tuổi này đã đưa nhận xét của mình dưới một trong những bài đăng của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano về vụ chuyển nhượng của cầu thủ 21 tuổi người Tây Ban Nha. Cho đến mùa hè này, 4 câu lạc bộ Saudi Pro League giàu có nói trên đã chi gần 780 triệu euro phí chuyển nhượng cho các cầu thủ mới, và đều đến từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.